Rồi em chào anh em đam mê chim cảnh nha. Thì hôm nay là thứ năm ngày mùng 3 tháng 10 năm 2024. Em còn mấy con trẻ đất mà nó đang thay lông anh em ạ. Em để rẻ cho anh em về chơi nha, chim đã cắm cứng rồi nha anh em. Thì em đánh số từng con, anh em ưng con nào thì nhắn tin qua Zalo cho em nha anh em. Thì một con là 100k nha anh em. Em ship là em ship từ 2 con trở lên thì em mới ship nha anh em. Một con em không ship đâu nha anh em. Một con nó không có bỏ công. Chim thì đã cắm cứng rồi. Thường thường anh em mua một con mà chưa cám thì nó cũng tầm 100, 120 trở lên. Thì đây chim em đã vào cắm cứng thì anh em về là không lo chết nha anh em. Nhiều anh em là không biết cách vào cám á, thì mua chim về chim đang ăn sâu nó chưa chịu ăn cám, về không biết cách tập là nó đóng học phí rất là nhiều. Anh em mua chim gì cũng vậy, mình đã không, nếu không biết vào cám thì cứ mua chim mà người bán đã vào cám cứng sẵn rồi thì anh em về nuôi nó chắc ăn hơn. Mấy con này nó cám cứng rồi nhưng mà lông nó không được đẹp, thì em bán rẻ mỗi con 100 cho anh em về chơi. Còn chim mà lông lá đẹp thì giá nó cao hơn nhiều. Nó đang thay lông thì anh em về bổ sung mồi tươi vừa cho ăn cám, kèm dế cào cào hay trứng kiến gì đó. Thì đang thay lông anh em đừng có cho ăn sâu nha anh em, ăn sâu thì hại lông, lông ra nó không được đẹp, nó nóng. Chim này em bao tật lỗi cho anh em nhé, móng mỏ đầy đủ hết. Thì chim em bán 100.000 con thì nói chung là hàng bội chưa thuần nha anh em. Anh em đừng hỏi em clip hot nhá. Vậy anh em nuôi một thời gian vài tháng thậm chí cả năm thì nó mới hot, chứ không phải là con chim mà nuôi 1 ngày 2 ngày mà nó chịu hot cho anh em. Bởi thế con chim thuần nên người ta bán giá cao lắm anh em, vài triệu trở lên. Con chim mà hay hay dở dở người ta cũng bán triệu triệu hơn rồi. Đấy, lông lá nó ra không có đều rồi nhỉ. Tại chỗ em không có lấy mồi tươi về bổ sung nhé. Để chăm lông này anh em nào mát tay thì chăm lông nó thay ra thì nó đẹp thôi. Trước mắt thì nó nhìn nó không không có mượt mà. Rồi 100k một con nha anh em. Ship từ 2 con trở lên nhé. Chỗ nào có xe là em ship. Chỗ nào mà em ở Gia Lai nhé, chỗ nào có xe tới em ship, còn chỗ nào mà không có xe thì em không ship được thì anh em cũng thông cảm nhé. Có 100.000 con à, vì khỏi lo chết, cắm cứng hết rồi.